Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Ngay sau khi phát hiện sự cố đứt một thanh rằng chống lắc ngang của cầu treo Bến Oánh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã cắm biển cảnh báo cầu yếu, cấm các loại xe ô tô để đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua, lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, sau khi phổ biến quán triệt luật phòng chống ma túy năm 2021, các đại biểu tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến nay số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước. Đối với thành phố Thái Nguyên, thời gian qua công tác phòng chống ma túy đã thực hiện hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố cũng đã chủ động linh hoạt thích ứng với các tình huống, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy, kết hợp với công tác phòng chống tội phạm nói chung, không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine tới các đối tượng đủ điều kiện. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thanh kiểm tra liên ngành từ trung ương đến cấp xã, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Sáng 21 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác phòng không nhân dân năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, triển khai tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và duy trì giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia phòng chống COVID-19. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố cũng đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó đã quán triệt đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp trên. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã có ý kiến tham luận về những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, công tác phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 38 tập thể, 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương, công tác phòng không nhân dân, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2021. Năm 2021, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định. Thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát và quản lý quỹ đất công trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp, đã tổ chức thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất các khu dân cư với tổng số tiền chúng đấu giá là trên 2.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 263 hộ gia đình, tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng. Năm 2021, thành phố thực hiện thống kê kiểm đếm đất
tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng cho 54 dự án với tổng số trên 1.500 hộ gia đình cá nhân và 3 đơn vị tổ chức. Tổng diện tích đất thu hồi trên 77 ha, số tiền bồi thường hỗ trợ trên 855 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 68 quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố và các chủ đầu tư, như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, khu vực dự án sân golf Hồ Núi Cốc và khu vực dự án hỗ trợ dịch vụ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Hồ Núi Cốc, khu vực sân vận động tỉnh thuộc phường Trưng Vương, đồng thời chỉ đạo các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua điều tra theo dõi, hiện nay một số diện tích chuối trên địa bàn thị xã Phổ Yên xuất hiện bị bệnh héo vàng lá chuối trên cây chuối, gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất. Để hạn chế thiệt hại do bệnh héo vàng lá chuối gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động theo dõi, phát hiện xử lý các cây bị bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng bệnh như sử dụng giống chuối khỏe, sạch bệnh từ các cơ sở cung cấp có uy tín, tuyệt đối không dùng chuối từ các vườn bị nhiễm bệnh để làm giống, xử lý hố và cây giống trước khi trồng, bố trí hệ thống thoát nước dạng xưng cá để nước mưa, nước tưới không chảy tràn trên bề mặt và không chảy tràn từ vườn nọ sang vườn kia, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các lá già, lá vàng nghi bị bệnh. Về biện pháp phòng trừ, hạn chế ra vào vườn chuối bị bệnh, khử trùng dây dép, công cụ canh tác để ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh ra vườn khác trong khu vực. Khi phát hiện cây bệnh, phải đốn bỏ, đào củ và thu gom toàn bộ đem tiêu hủy bằng cách phơi khô rồi đốt hoặc ủ kín trong bể xi măng hoặc lót ni lông để bảo tử nấm bệnh không lây lan ra đất, nước. Rắc vôi bột vào hố đào gốc đã đào để khử trùng đất hoặc đổ chấu vào hố rồi đốt. Những nơi chuối tiêu bị bệnh héo vàng gây hại nặng có thể chuyển sang trồng chuối tây, trồng giống chuối kháng bệnh hoặc luân canh cây chuối với cây trồng khác, chuối mía, chuối sắn, từ 2 đến 3 năm. Tuyệt đối không vận chuyển, buôn bán và sử dụng cây chuối giống ở vườn đã bị bệnh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên nhóm cây rau, cây ăn quả trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng có nguồn gốc sinh học để phòng trừ hạn chế nấm gây bệnh. Liều lượng, nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Ngày 21 tháng 12, Đoàn Kiểm tra Liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên do lực lượng nòng cốt là Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các kế hoạch ra quân kiểm tra thị trường đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022. Ngay trong ngày đầu ra quân, đoàn đã kiểm tra 3 đơn vị hộ sản xuất kinh doanh, trong đó 2 hộ kinh doanh online. Qua đó đã phát hiện và tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng giả, gồm 500 máy sấy tóc, 280 thùng giấy ăn, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trên 50 triệu đồng. Trước đó, đoàn đã kiểm tra và tạm giữ 200 mũ bảo hiểm, giả nhãn hiệu, Index tại tổ 4 phường Phan Đình Phùng, tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 40 triệu đồng. Theo kế hoạch, đợt ra quân lần này, đoàn sẽ kiểm tra từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, trong đó chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, các mặt hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trực tiếp, đoàn còn tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở hộ kinh doanh theo hình thức trực tuyến online trên các trang mạng xã hội và các sàn giao dịch điện tử có tài khoản đăng ký trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện sự cố đứt một thanh rằng chống lắc ngang của cầu treo Bến Oánh, chiều ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã cắm biển cảnh báo, cầu yếu, cấm các loại xe ô tô để đảm bảo an toàn. Sự cố đứt thanh rằng chống lắc ngang tại cầu treo Bến Oánh được phát hiện vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 12. Việc đứt thanh rằng này ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu của cầu treo, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra, hiện nay, nhiều mối hàn trên thành cầu đã bị bong bật, hệ thống cáp chủ, cáp treo trong tình trạng han rỉ, xuống cấp. Một số tấm bản mặt cầu bị bong chóc, nứt vỡ, mặt cầu trơn trượt, tiềm ẩn mất an toàn.
Trước thực trạng nêu trên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã gửi báo cáo khẩn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, sửa chữa thanh rằng chống lắc ngang và bảo dưỡng toàn bộ cầu, đồng thời cấm xe ô tô qua cầu từ ngày 21 tháng 12 để đảm bảo an toàn. Theo đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, kể từ khi tạm dừng thu phí và giao cho đơn vị quản lý khai thác, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, cầu treo Bến Oánh chưa được cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng, có nhiều vị trí bị xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chống dịch như chống giặc, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực xung kích phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của các cấp, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp đi khảo sát, xây dựng các khu cách ly tập trung và xây dựng các phương án cho từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị cũng được giao đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng, điều hành mọi công tác liên quan đến 3 khu cách ly tập trung tại các trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Cao đẳng Thái Nguyên cơ sở 2. Tính từ đầu năm đến nay, các khu cách ly tập trung đã đón và phục vụ trên 5.400 người thuộc diện F1 và người có nguy cơ cao đi từ vùng dịch về. Trong đó có nhiều trường hợp F1 trở thành F0. Mặc dù làm việc trong điều kiện còn nhiều khó khăn và đối mặt với nguy cơ lây bệnh cao, nhưng các cán bộ chiến sĩ đều rất nhiệt tình, trách nhiệm. Thượng tá Đặng Đình Thượng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho là chủ trì phối hợp với lực lượng công an, lực lượng trung tâm y tế thành phố, phòng y tế thành phố, phòng kinh tế thành phố để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để xây dựng hệ thống các cái văn bản, kế hoạch tổ chức khu cách ly tập trung, rồi xây dựng kế hoạch bố trí các lực lượng ở vòng trong và vòng ngoài nơi có nguy cơ cao dẫn đến mất an toàn, dễ xảy ra F0. Chúng tôi quán triệt đầy đủ các cái quy định phòng chống dịch đối với người thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly. Ngoài thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung của thành phố, trong năm qua, trên 1.600 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ của thành phố đã tham gia trực tại các chốt liên ngành và các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh đặt trên địa bàn thành phố với tổng số trên 13.000 ngày công. Nói về sự nỗ lực của lực lượng dân quân khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, anh Trần Văn Hợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Cẩm cho biết. Thành phố đã thành lập cái sở chỉ huy tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Thì trong đó thì lấy lực lượng dân quân xã Sơn Cẩm làm nòng cốt để đảm bảo công tác là phục vụ và phối hợp đảm bảo an ninh. Có những đồng chí là từ tháng 4 bây giờ thì gần như chưa được về nhà. Đặc biệt đồng chí ở khu vực vòng trong để phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân để làm cho cái lực lượng nhân dân đấy yên tâm, tin tưởng để thực hiện cái nhiệm vụ cách ly của mình. Lực lượng ở vòng ngoài nữa cũng tham gia hết sức là nhiệt tình, giúp nhân dân vận chuyển tiếp tế lương thực thực phẩm, động viên gia đình người thân mà đến chuyển đồ cho gia đình. Trong ngoài những nhiệm vụ giờ chính như đấy thì các đồng chí về địa phương để tiếp tục tham gia tích cực trong cái việc ở các tổ truy vết ở địa phương đấy, bám nắm rồi giám sát những trường hợp cách ly tại nhà theo quy định. Đánh giá về vai trò của lực lượng dân quân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, ông Trịnh Xuân Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói: Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì lực lượng dân quân tự vệ của phường Tân Thịnh là giữ vị trí vai trò nòng cốt trong các cái hoạt động phòng chống dịch, như là trực tại các chốt tuần tra kiểm soát các cái tuyến đường ngang ngõ tắt, chủ trì trong cái công việc là phun khử trùng tiêu độc và phong tỏa các cái hộ gia đình ở các cái khu vực mà có các cái ổ dịch COVID-19 phát sinh, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của phường đi kiểm tra các cái nhà hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, các cái
cơ sở sản xuất kinh doanh tạm thời đình chỉ hoạt động thì cái lực lượng này tham gia cũng rất là nhiệt tình. Và gần như là chúng tôi trong các cái hoạt động thì đều có sự hiện diện của lực lượng dân quân của phường Tân Thịnh. Song song với công tác phòng chống dịch, cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã nỗ lực đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác tuyển quân năm 2022, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2021, v.v. Thông qua các hoạt động đã góp phần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Chùa Hang, Sơn Cẩm, Túc Duyên. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021, chị Lương Thị Thu Hòa, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi trên đoạn đường hướng từ đường tròn Chùa Hang đi xã Cao Ngạn. Khi chị Hòa đi đến đoạn đường thuộc tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên trái, giật chiếc túi sách của chị Hòa đang đeo chéo phía sau trên người. Sau đó đối tượng bỏ chạy. Theo thông tin của chị Hòa cung cấp, bên trong túi sách có để số tiền 25 triệu đồng và một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 27 triệu đồng. Đánh bạc, hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại lán trông cá của hồ câu cá thuộc xóm 7 xã Sơn Cẩm, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây sát phạt nhau bằng tiền, gồm Vũ Việt Hưng, Sái Văn Vĩnh, Lê Văn Lợi, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tính. Tang vật thu giữ, số tiền 19 triệu 080.000 đồng và một số vật chứng liên quan. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Mục Thông tin quảng cáo. Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115. Bioca thực phẩm bổ dưỡng, Bioca công nghệ Hàn Quốc, Bioca quà tặng sang trọng, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca cho sức khỏe như yêu thương, Bioca giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca 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 được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất đến thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất từ sâm, nấm và dược liệu quý. Bioca Bioca vì sức khỏe Việt. Truy cập website bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống Aeon Mall, Vinmart, BRG Mart, Lan Chi, Guardian, Medicare và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống trên toàn quốc. Thông báo riêng dành cho các gia đình đang sở hữu những bạn trẻ tài năng. Thế giới được dẫn dắt bởi 2% những người xuất chúng nhất
sự thịnh vượng của các quốc gia cũng được quyết định bởi 2% nhân tài của mình. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những người tài năng ấy đã sớm thể hiện sự nỗ lực mạnh mẽ trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích học tập, những bạn trẻ của chúng ta còn cần rất nhiều hành trang khác như tìm được hướng đi phù hợp, sở hữu kỹ năng sống hoàn hảo, có tư duy vượt bậc, xây dựng chiến lược học tập xuất sắc. Nếu như quý vị đang có những đứa con đạt thành tích tốt trong học tập, sớm thể hiện khả năng và hoài bão lớn, thì xin mời quý vị hãy truy cập trang web tôitainang.com. Tôitainang.com là nơi quy tụ và cung cấp hệ thống giải pháp hiệu quả giúp hàng ngàn bạn trẻ Việt phát triển vượt trội, sẵn sàng gia nhập hàng ngũ 2% nhân tài của đất nước, mở rộng cánh cửa bước ra thế giới. Tôitainang.com, nơi nâng tầm con yêu của bạn. Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thái Nguyên đang hỗ trợ triển khai dự án kiến tạo môi trường giao thông an toàn thân thiện với trẻ em tại thành phố Thái Nguyên. Trong đó có hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, xã Quyết Thắng. Ban Quản lý Dự án Plan thành phố Thái Nguyên xin mời các đơn vị cá nhân có đủ tư cách pháp nhân quan tâm tới dự án này, đề nghị liên hệ tại địa chỉ số nhà 122 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0982404023. Gặp anh Nguyễn Văn Ngọc. Email ngoc.nguyenvan@planinternational.org để được cung cấp các thông tin, thủ tục cần thiết. Thời gian liên hệ muộn nhất 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.